Xin chào tất cả các bạn. Không còn mấy ngày nữa thì tháng 2 sẽ đi qua và tháng 3 sẽ đến. Mùa xuân sắp bắt đầu trở lại ở Canada. Đến thời điểm này thì mình thấy mùa đông năm nay tương đối dễ chịu, không quá khắc nghiệt, không quá nhiều cơn bão giống như là mỗi năm. Sau những ngày Tết vui vẻ cùng gia đình thì bây giờ chắc ở Việt Nam cũng đã trở lại cuộc sống bình thường với những lo toan bộn bề của cuộc sống. Không biết các bạn có những mục tiêu hay là ước muốn gì? Mình thấy cho dù ở độ tuổi nào hay là trình độ cao thấp, nghèo giàu có phần khác nhau, nhưng con người ta hãy còn sống là còn những lo toan, những mơ ước và những trăn trở trong cuộc đời này. Cho dù bạn có một cuộc sống viên mãn, không lo, không nghĩ, nhưng mà ở trong tâm trí của mỗi con người đều có những ước mơ cho những ngày sắp tới. Có thể những ước mơ đó nó không chỉ dành cho riêng bạn, mà cho cả gia đình, cho con cái, cho người thân, cho em út. Và những cái ước muốn đó nó làm cho mình phải đau hết cả đầu, ăn không ngon, ngủ không được, nửa đêm phải thức giấc, suy nghĩ mông lung rồi thở dài với chính mình. Ngủ lại thì không được, lấy điện thoại ra quẹt quẹt xong rồi lại buồn tiếp. Và cái buồn này nó cũng lạ lắm. Bình thường những thể loại bình luận như này á sẽ làm cho mình đỏ mặt tía tai, nhưng mà không biết sao mình lại thản nhiên, bình thản đến lạ thường. Và cũng cảm ơn cái bình luận này, nó làm cho mình có một cái chủ đề để nói ngày hôm nay. Chỉ riêng ngày hôm nay, nếu các bạn có xem clip này thì mọi người đừng có an ủi mình, đừng có động viên mình. Tại vì mình đã chuyển từ một cái tức giận mà qua thản nhiên thì mình đã hóa giải được nó rồi. Sở dĩ mình không trả lời lại là vì mình nghĩ hễ lắm lời chỉ sanh điều cãi lộn, mà hễ nói lời sẵn sớm thì nó lại chiêu cơn thịnh nộ, cũng chẳng ích gì. Thôi thì kệ, mình lại đóng thêm một cái kệ để dày thôi. Chỉ có 5 câu mà trong 3 câu đã nói người ta ít học, vô học và dốt nát, thì mình nghĩ cái người này chắc là học cao, hiểu rộng lắm. Người đó nói rằng chỉ có người ít học như mình đó mới thấy công việc tay chân là chuyện bình thường. Ai đó làm ơn chỉ cho mình biết công việc tay chân nó bất thường ở chỗ nào. Bất kỳ ai đến một nơi xa lạ, một xứ sở mình chưa từng biết đến đều phải làm lại tất cả mọi thứ từ đầu. Và mình cũng giống như nhiều người bắt đầu một cuộc hành trình mới của cuộc đời. Mình cũng bắt đầu từ hai bàn tay, từ sức lao động của mình thôi. Không chỉ với những người ít học như người đó nói, mà kể cả những người có bằng cấp, học thức, địa vị trong xã hội ở Việt Nam, hay là những người giàu, cự phú sang đây, họ cũng phải đi vô hãng làm. Trong hàng trăm người mặc đồng phục của hãng xưởng, đứng trên lai làm những công việc như nhau, đâu có ai để ở trên vai, trên trán mình: tôi là một dược sĩ, tôi là một người giàu, tôi là một người tri thức. Không, người không học hoặc có học đi nữa, đứng lên lai nó cũng giống như nhau. Đó là người ta dùng cái sức của tay chân người ta để có những cái đồng lương cơ bản. Ai cũng giống như ai à, các bạn có thể tưởng tượng như thế này. Một người phụ nữ ba tàu, là người Hoa chợ lớn đó các bạn, học không học luôn á, một cái chữ Việt viết không ra luôn đó, với một chị dược sĩ đứng chung xếp báo bỏ vô máy, đồng lương nó cũng giống như nhau. Thời điểm đó là mới có 11 đồng thôi đó các bạn. Người ta trả lương theo giờ, theo công việc thôi, chứ người ta đâu có trả lương theo cái chị này ít học nha, trả thấp. Cái chị này đã từng là dược sĩ ở Việt Nam nha, trả cao. Không, mặc dù sau đó mỗi người sẽ có những cái hướng ngã rẽ khác nhau, có thể chị này sẽ đi học trở lại hoặc thế này thế kia, có thể người này sẽ làm suốt đời, người kia chỉ làm trong ngắn hạn. Nhưng mà mình nói nó bình thường là bởi vì khi vào công việc, khi vào một hãng xưởng, người nào cũng như người nấy thôi, giống như nhau.
đó là chuyện bình thường mà mình muốn nói đó. Chứ ở Việt Nam, cái này là nguyên văn của chị ấy nói nha. Chứ ở Việt Nam, người đôi mươi á, có học ngồi máy lạnh, sai biểu những người tóc bạc cũng phải nghe. Đó là ở Việt Nam, còn ở đây thì nó lại khác. Ở Việt Nam, cái người làm ở trong văn phòng có thể sai khiến cái người lao công đi mua cà phê, đi mua trà sữa hay là nhiều thứ nữa. Nhưng ở đây thì không. Ở đây, cái người làm việc văn phòng, cái công việc của họ là công việc văn phòng. Còn cái người dọn dẹp, cái công việc của họ chỉ là dọn dẹp. Họ dọn dẹp clean up những cái mà trong nhiệm vụ của họ. Chỗ nào dơ, chỗ nào bẩn, bạn có thể nói với người đó để họ đến dọn dẹp clean up. Chứ bạn không có cái quyền sai khiến người ta làm cái việc khác. Và cái câu đầu tiên đó là gì? Please, làm ơn. Sau nữa là gì? Thank you, cảm ơn. Đó, chứ không phải là cái thứ hách dịch sai cái này sai cái kia đâu nha. Sau giờ làm việc, anh dắt cặp tát ra khỏi văn phòng, chị lao công tháo tạp về đi ra ngoài đường. Tất cả đều giống nhau. Họ cùng đi đến một quán cà phê. Ai đến trước thì đứng trước, ai đến sau thì đứng sau xếp hàng chờ đợi. Và họ uống một thứ cà phê, một loại cà phê, một giá tiền. Anh này ngồi văn phòng, lương 1 giờ 30 đồng. Chị kia lao công, lương 1 giờ 16 đồng. Họ cùng uống một loại cà phê, cùng một size 2 đồng. Nó không có gì khác nhau hết. Không gì lương cao mà cái ly cùng size đó nó 4 đồng. Rồi cái chị này lương thấp, rồi cái ly cà phê đó 2 đồng. Hoặc giá là những cậu ấm, cô chiêu, những cô nàng văn phòng ngồi quán cà phê Starbucks chiêu chiêu. Đâu có dành riêng cho riêng họ đâu. Một người đổ rác, một người làm đường, họ cũng mặc nguyên cái bộ đồ đang lao động đó, đi vô tiệm, mua một ly Starbucks uống giống như ai thôi. Đó cũng là một điều bình thường ở trong cuộc sống đó. Dĩ nhiên là ở trong xã hội nào, nó cũng có người dày, người khác. Có thể bạn nhìn họ tròn mắt ngạc nhiên hay xem thường, nhưng mà tuyệt nhiên bạn không thể nào nhục mạ họ, nói những lời khó nghe. Bạn sẽ gặp rắc rối đó. Cái trưởng thành của người cắt cỏ, hốt rác, bồi bàn là gì? Nó là gì thì tùy theo mỗi người định nghĩa cuộc sống, nó cũng khác nhau nữa. Không biết người khác thì sao, cho riêng mình thì mình không có chê những cái nghề này. Nó là lao động, là đồng tiền, mà cũng biết bao nhiêu người ước ao qua đây để làm những cái nghề như vậy đó. Người này còn hỏi giữa công việc văn phòng và công việc cắt cỏ, mình sẽ chọn cái công việc nào? Cái này nó còn tùy vào công việc đó, nó ở đâu nữa. Lời nói của người vô học vậy mà cũng dám khoe khoang, cũng dám tự hào, khoe chứ, tự hào chứ. Các bạn có thấy không, cái câu cuối cùng cái người đó chốt hạ, mình là cái người vô học, là cái người dốt nát. Chà, thù hằn gì mà phải nặng lời với nhau như vậy. Tôi thà ít học, thà vô học, vẫn hơn là học nhiều, có học mà lại nói nặng lời với người khác là cái đồ dốt nát. Thà nghèo để tôi biết và tôi thương con nhà nghèo. Có thể người đó giàu có là do tài năng, học cao là do trí lực của họ tuyệt vời. Nhưng mà đừng rẻ rúng, đừng khinh dễ người khác. Bởi vì ai hà hiếp người nghèo khó là khinh dễ đấng tạo hóa mình. Sự kiêu ngạo đi trước, sự bại hoại theo sau, và tánh tự cao đi trước sự sa ngã. Cuộc đời này đâu có ai biết chắc được là nó sẽ mãi mãi như vậy đâu. Mà có một điều chắc chắn là hễ người nào đem phân đổ sang ruộng nhà người khác đó, thì tai người đó sẽ dơ và người đó sẽ hôi thối lắm. Mà mình thì cũng không có buồn, bởi vì sao các bạn biết không? Bởi vì người ta đem phân đổ vô ruộng nhà mình đó, năm sau lúa nhà mình trúng gấp đôi. Đó chỉ là câu chuyện ví von cho nó vui thôi nha, chứ mọi người đang có cầu phân trong ruộng nhà mình ha. Mà nói thiệt, bây giờ thì không biết sao, chứ ngày trước có cái bác kia, bác làm nghề làm vườn đó, chăm sóc cây kiểng thôi đó ở Canada, chăm sóc những cái cây xanh ở trong những cái chung cư, trung tâm mua sắm,
hoặc là những cái tòa văn phòng vậy đó, mà sắm hai căn nhà và có vốn để mà giúp đỡ con cái ra riêng nữa. Giờ thì bác về hưu rồi, nhìn bác mỏng mảnh mong manh lắm, không ai nghĩ là bác là người làm vườn cắt cỏ đâu, mà cũng không ai biết là bác giàu như vậy nữa. Một phần cũng nhờ may mắn nữa các bạn. Có thể lúc đó ở Toronto nhà còn rẻ, chưa có mắc như bây giờ và dễ mua hơn bây giờ nhiều. Hồi trước đó, trước khi qua Canada, bác là một thầy giáo. Sang đây, bác là một người cắt cỏ, tỉa hoa. Thời xưa là một thầy giáo thì cũng được kể là trí thức rồi các bạn. Nhưng mà qua đây, cuộc sống mới, người ta phải thích nghi với cuộc sống ở đây thôi. Mà cũng có nhiều người sang đây chưa quên được họ là ai. Giống như tôi ngày xưa là một bác sĩ hả? Tôi ngày xưa là một giáo viên hả? Tôi ngày xưa là một kế toán hả? Rồi bắt người ta phải tôn trọng mình. Có cái chị kia ngày trước ở Việt Nam chỉ là một giáo viên. Sang đây hở hở ra là chị nói là tao là giáo viên nha mày. Tao là cô giáo nha. Bực quá thì cái chị kia chị mới nói lại. Cái chị kia cũng là kế toán chứ đâu phải vừa. Chị nói là giáo viên nói cho cùng chỉ là một cái nghề để mình kiếm sống thôi. Trừ khi nào mà cái bằng của chị đó, chị học sao cho mình trở thành một giáo viên của hiện tại và thực tế đó, nó mới gọi là đáng quý. Chẳng chuyện ngày xưa bây giờ sống theo thở, ở theo thì đi. Mà mình qua đây mình đi làm lao động phổ thông, chân tay, xấu gì đâu mà phải ngại ngùng, phải mặc cảm. Các bạn nghĩ sao về cuộc đối thoại giữa hai người này? Mình thì mình nghe, mình cười thôi. Thiệt, học nhiều quá, học cao quá, nhiều khi nó cũng có nhiều cái lộn xộn ở trong lòng ha. Chứ ít học là dốt dốt như mình coi bộ khỏe à. Ồ, mà không, mình khổ lắm, mình phải nói mình khổ lận cho người ta vui chứ. Khổ lắm. Hẹn gặp các bạn ở những câu chuyện khổ lần sau nha. Bye bye mọi người, bye bye.